Ok luôn, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Về đạo hình đấu phá thiên khung đã được cập nhật. Với sự giúp đỡ của Hùng Chiến và Tử Nghiên, Tiêu Viêm đã thành công vượt qua đan giới và tiến vào vòng đấu luyện đàn cuối cùng. Trong trailer của tập 125, Tiêu Viêm đã uy dung đánh bại một cốt lão nhân và giành được chức quán quân đan hội. Đồng thời thì Thiên Yêu Khôi cũng thăng cấp lên đấu tôn và Tử Nghiên đã ban cho Tiêu Viêm long ấn. Hãy cùng VL TG đi phân tích nội dung của đấu phá thiên khung phần 5 tập 125 trong video ngày hôm nay em nhé. Trong trailer có thể thấy rằng vòng cuối của đan hội là cuộc thi luyện đan. Dù Tống Thanh, Tào Dĩnh hay là đan thần đã chỉ luyện được đan dược bát phẩm với nhị sắc đan lôi, thế nhưng một cốt lão nhân lại dễ dàng luyện ra bát phẩm đan dược với tứ sắc đan lôi. Nhìn tình hình này, chức quán quân dường như sắp rơi vào tay mộ cốt, đồng nghĩa với việc đàn tháp sẽ trở thành trò cười và bị hồn điện đè bẹp. Tuy nhiên vào khoảng khắc quyết định, Tiêu Viêm đã lội ngược dòng và tạo nên kỳ tích. Ban đầu thì viên sinh cốt dung huyết đan mà Tiêu Viêm luyện chế chỉ đạt tam sắc đan lôi, nhỉnh hơn Tào Dĩnh và đan thần, thế nhưng mà vẫn kém một cốt lão nhân. Không cam lòng thất bại, Tiêu Viêm đã tái hiện phương pháp thăng linh của Dược Lão, cuối cùng đánh bại một cốt lão nhân một cách ngoại mục. Trong trailer, Tiêu Viêm đã sử dụng cốt linh lãnh hỏa, một tay điều khiển khiến ánh sáng từ sinh cốt dung huyết đan bắn thẳng lên trên trời. Ngay sau đó thì tam sắc đan lôi biến thành ngũ sắc đan lôi. Nhờ viên bát phẩm đan dược ngũ sắc đan lôi này, Tiêu Viêm dễ dàng vượt qua một cốt lão nhân và giành được chức quán quân. Khi mà Tiêu Viêm thi triển thăng linh chi pháp, cả một cốt lão nhân lẫn ba cường giả của đan tháp là Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử đều kinh ngạc. Năm xưa Dược Lão đã dùng phương pháp này để đoạt ngôi quán quân, và giờ đây Tiêu Viêm đã tái hiện nó. Chiêu thức thăng linh chi pháp không chỉ giúp Tiêu Viêm vang danh Trung Châu mà còn khiến tên tuổi của Dược Trần một lần nữa chấn động. Dưới sự chỉ đạo của Huyền Không Tử, Tiêu Viêm đã nhận được phần thưởng quán quân. Ngũ sắc đan lôi chỉ đại diện cho cấp độ cao của đan dược bát phẩm, thế nhưng để đan dược hoàn thiện cần phải chống lại đan lôi, nếu không chịu nổi đan dược sẽ bị phá hủy, thậm chí không lọt nổi vào top 10. Trong trailer có thể thấy rằng một cốt lão nhân đang đắc ý cho rằng Tiêu Viêm với thực lực đấu tông sẽ không thể nào chịu nổi ngũ sắc đan lôi, thế nhưng mà một cốt lão nhân lại thất vọng. Tiêu Viêm đã lấy ra Thiên Yêu Khôi và ném vào đan lôi để nó hấp thụ toàn bộ sức mạnh của lôi điện. Sau khi ngũ sắc đan lôi bị hút cạn, Thiên Yêu Khôi từ trên cao rơi xuống tỏa ra khí thế khổng lồ, chính thức thăng cấp lên đấu tôn. Với Thiên Yêu Khôi đấu tôn làm hộ vệ, một cốt lão nhân muốn giết Tiêu Viêm cũng rất là khó. Sau khi giành quán quân đan hội, Tiêu Viêm yên lặng chờ đàn tháp triệu tập, chuẩn bị tiến vào tinh vực để thử thực phục tam thiên sĩ biến hóa. Thế nhưng trước đó, Tử Nghiên đã tìm đến Tiêu Viêm giữa đêm khuya, đổi lại việc Tiêu Viêm luyện chế đan dược cho mình. Tử Nghiên mang đến một món quà đặc biệt, chính là huyết tinh của Thái Hư Cổ Long. Tiêu Viêm dần sáng tỏ về bản thể của Tử Nghiên, xác nhận rằng nàng chính là Thái Hư Cổ Long, một loài ma thú viễn cổ hiếm có, nổi tiếng với khả năng xuyên qua kết giới và thần thông liên quan đến không gian. Từ việc Tử Nghiên có thể tự do ra vào đan giới, Tiêu Viêm suy đoán đúng về thân phận thực sự của nàng. Trong cuộc trò chuyện, Tử Nghiên tiết lộ rằng tam thiên sĩ viên hỏa mang hình dáng giống Thái Hư Cổ Long chính là do tộc của nàng đã nuôi dưỡng nó từ khi còn nhỏ. Từ xa xưa, khi mà tam thiên sĩ viên hỏa bắt đầu hình thành, một tiền bối trong tộc đã phát hiện và nhận thấy nó lúc đó còn rất yếu, chưa thể sử dụng. Vị tiền bối này đã lưu lại trong cơ thể của tam thiên sĩ viên hỏa một đạo long ấn, nhờ đó khi mà trưởng thành, tam thiên sĩ viên hỏa có hình dáng giống hệt tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên cũng cảnh báo Tiêu Viêm rằng việc thu phục tam thiên sĩ biến hỏa là vô cùng khó khăn. Ngọn lửa này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà còn sở hữu linh trí cao, nó sẽ không tự nguyện để hấp thu, và ngay cả ba vị cự đầu của đàn tháp cũng không đủ khả năng chế ngự. Với bản chất bất tử, ngay cả khi hợp lực lại họ cũng khó lòng tiêu diệt được nó. Tiêu Viêm nhận ra rằng việc chế ngự tam thiên sĩ biến hỏa không hề đơn giản như tưởng tượng. Khi mà hỏi Tử Nghiên liệu rằng nàng có cách nào giúp hay không, nàng cười tự tin tiết lộ thông tin này chỉ là nhằm giúp Tiêu Viêm hiểu rõ sự liên quan giữa tam thiên sĩ biến hỏa và Thái Hư Cổ Long tộc, từ đó mở ra khả năng khai thác mối liên kết đặc biệt này để tìm giải pháp. Tiêu Viêm thì kinh hãi khi mà biết tam thiên sĩ viên hòa từng được một tiền bối của tộc Thái Hư Cổ Long nuôi dưỡng và để lại long ấn, khi nó mang đặc điểm giống loài này. Tử Nghiên giải thích rằng vì tiền bối đã mất tích từ lâu, có thể đã qua đời, vậy nên tam thiên sĩ viên hòa hiện không có chủ. Điều này giúp Tiêu Viêm nhẹ nhõm hơn sau khi dồn hết công sức tìm kiếm tam thiên sĩ viên hòa. Tử Nghiên đưa cho Tiêu Viêm một bình ngọc chứa cổ long huyết quý giá, hướng dẫn cách tạo long ấn ở trên tay của hắn. Cô giải thích rằng để thu phục tam thiên sĩ biến hóa, hắn cần đổ máu này lên trên trán ngọn lửa khi nó suy yếu để kích hoạt long ấn cũ ở bên trong cơ thể của nó. Tuy nhiên nếu thất bại, ngọn lửa sẽ khống chế ngược lại Tiêu Viêm. Điều này khiến Tiểu Tiên ở bên cạnh cô lo lắng, thế nhưng mà Tiêu Viêm chấp nhận rủi ro, hứa chỉ dùng cách này khi mà cần thiết. Hai ngày sau, không khí tại đàn tháp náo nhiệt khi mà 10 cường giả hàng đầu đàn hội chuẩn bị vào tinh vực để hàng phục tam thiên sĩ biến hóa. Dưới sự giám sát của ba cự đầu đàn tháp, một cánh cửa không gian lớn được mở ra, báo hiệu cho cuộc hành trình nguy hiểm thế nhưng mà đầy kỳ vọng sắp bắt đầu. Tiêu Viêm mang theo quyết tâm và long ấn chuẩn bị đối mặt với thử thách to lớn để giành lấy tam thiên sĩ biến hóa. Sau khi Khâu Lăng đại trưởng lão của đàn tháp xuất hiện và cảnh báo mọi người rằng phải tuân thủ quy định, đám người Tiêu Viêm nhanh chóng tiến vào cánh cửa không gian dẫn đến tinh vực. Sự hiện diện của Khâu Lăng nhằm giám sát, đặc biệt với một con lão nhân kẻ luôn mang đến nguy cơ phá hoại.
Khi mà bước vào tinh vực, Tiêu Viêm ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng bước lan tỏa. Một hiện tượng thường chỉ xảy ra khi mà tiếp xúc với dị hỏa. Lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể của hắn bắt đầu tỏa ra hơi nóng, đối chọi với nhiệt độ ở bên ngoài. Điều này khẳng định sự tồn tại của tam thiên sĩ biến hỏa trong khu vực này. Cảm giác tương tự cũng xảy ra với hải thâm diễm trong cơ thể của mộ cốt lão nhân, khiến ánh mắt của lão lộ vẻ thèm muốn và nóng bỏng. Không gian của tinh vực hoang vắng được bao phủ bởi lớp sương mù nhàn nhạt và ánh sáng mỏng manh thẩm thấu từ các ngôi sao. Theo khâu lăng, ánh sáng này chính là quang mang của tinh tú yếu nhất vào ban ngày, tạo cơ hội để xâm nhập. Đây cũng là lý do tại sao tam thiên sĩ biến hỏa được gọi là tinh không chi hỏa, có đặc tính bất diệt miễn là lực lượng của các ngôi sao vẫn tồn tại. Khâu lăng thì dẫn đầu cảnh báo mọi người không tách rời khỏi nhóm, vì tinh vực là một không gian đặc biệt nằm bên trong khe hư không. Một số khu vực ở trong tinh vực tiếp xúc trực tiếp với hư không vô tận, nơi bất kỳ ai xâm nhập đều sẽ gặp nguy hiểm chết người. Cả nhóm bay qua một không gian rộng lớn, dường như không thể điểm tận cùng. Tuy nhiên nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên, đến một lúc ngay cả những cường giả mạnh mẽ như Tống Thanh cũng phải sử dụng đấu khí để chống lại sức nóng. Điều này chứng tỏ nhóm đã đến rất gần trung tâm, nơi mà tam thiên sĩ biến hỏa bị phong ấn. Không gian của tinh vực dù không sánh được với sự hùng vĩ của đan giới hay là cổ giới, vẫn vượt xa mọi khu vực thường thấy. Tiêu Viêm tiếp tục giữ tỉnh táo, tập trung theo dõi mọi biến hóa, trong lòng thì thầm chuẩn bị sẵn cho cuộc đối đầu với dị hỏa mán khao khát sở hữu. Mộ Cốt lão nhân tuy cố tỏ ra bình thản, thế nhưng không giấu được sự khao khát và thèm thuồng đối với tam thiên sĩ biến hỏa. Không khí giữa hai người vì thế mà càng thêm căng thẳng. Khi mà tiến gần hơn đến nơi phong ấn tam thiên sĩ biến hỏa, đoàn người không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng và kinh sợ trước cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Cự long khổng lồ thân thể lượn lờ từ hắc sắc hỏa diễm, nằm bất động ở trong giấc ngủ sâu, thế nhưng mà long uy tỏa ra vẫn khiến tất cả cảm nhận được áp lực của nó. Tiêu Viêm với dị hỏa hộ thể, hắn không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ gia tăng xung quanh. Lưu ly liên tâm hỏa ở trong cơ thể quán sao động mạnh mẽ, xác nhận rằng mục tiêu mong đợi nhất là tam thiên sĩ biến hỏa đã ở ngay trước mắt. Long ấn mà Tử Nghiên gieo vào bàn tay quán cũng phát nhiệt, khẳng định sự liên kết với dị hỏa này. Tiêu Viêm thầm cảm thán về sự chuẩn xác trong lời dặn của Tử Nghiên, đồng thời chuẩn bị kỹ càng cho bước tiếp theo. Ban đầu mộ cốt lão nhân bị chấn kinh bởi quy mô và áp lực từ tam thiên sĩ biến hỏa, thế nhưng sau đó ánh mắt của lão nhanh chóng chuyển sang trạng thái tham lam mãnh liệt. Dù vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng sự khao khát chiếm hữu dị hỏa là không thể che giấu. Về phía những người khác, dù không có dị hỏa trong cơ thể để cảm ứng, thế nhưng mà mọi người vẫn cảm nhận rõ sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cự long và ngọn lửa từ hắc sắc. Một số người thậm chí phải vận dụng toàn bộ đấu khí để bảo vệ bản thân khỏi nhiệt độ cực hạn, trong lòng vừa sợ hãi vừa háo hức. Khâu lăng cảnh báo tất cả phải hết sức cẩn trọng, hắn nhấn mạnh rằng việc kích thích tam thiên sĩ biến hỏa tỉnh giấc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Đồng thời thì ông liên tục để mắt tới mộ cốt lão nhân, như thể lường trước ý đồ phá hoại của lão. Sau khi ra lệnh, khâu lăng chỉ định Tiêu Viêm, với tư cách là quán quân của đàn hội là người đầu tiên tiếp cận cự long. Tiêu Viêm bước lên dưới mắt của mọi người. Tiêu Viêm thì không thể hiện bất kỳ sự nào đúng nào, hắn bình tĩnh hít sâu, vận dụng sức mạnh tinh thần để giữ trạng thái tập trung tối đa, từng bước tiến gần đến cự long khổng lồ đang ngủ. Hắn vừa cảm nhận áp lực vừa chuẩn bị các biện pháp thu phục dị hỏa. Trong khoảng khắc này, cả không gian như nín thở, sức nóng từ tử sắc hỏa diễm bao phủ quanh cự long như thể đốt cháy mọi thứ, và long uy mơ hồ dường như đè nặng lên tâm trí của tất cả những người xung quanh. Thế nhưng Tiêu Viêm vẫn bước đi, ánh mắt kiên định, sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn nhất. Vậy liệu Tiêu Viêm có thể thu phục được tam thiên sĩ biến hỏa bằng phương pháp ôn hòa như khâu lăng yêu cầu, hay là sự tham lam của một con lão nhân sẽ gây ra biến cố không thể lường trước? Những khoảnh khắc tiếp theo hứa hẹn đầy kịch tính và bất ngờ. Dưới đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.